Video này, xin chào tất cả các bạn. Video này tôi sẽ làm một cái video để hỗ trợ các cái học viên đang học cái khóa lập trình web với PHP CodeIgniter đang là khóa 3. Thì có một bài tập về nhà là lấy các đường link từ YouTube, và có lẽ là như thế nào nhỉ? Đúng rồi. Có lẽ là tôi sẽ nói lại một số, bởi vì hôm trước cái thời gian nó quá gấp, tôi nói chưa được kỹ, và tôi cũng thông qua cái video này tôi muốn làm cho những cái bài tập về nhà nó trở nên dễ dàng hơn, bởi vì trong cái bài này nó có một số cái thứ kiến thức mới và hơi khó hiểu. Thì đây, đầu tiên tôi giới thiệu cái bài toán của cái buổi học số 2 là như sau. Tức là ví dụ tôi có khoảng 500 cái video ở trên 500 cái video trên YouTube chẳng hạn. Thì bây giờ tôi muốn có một cái cơ sở dữ liệu, tức là đơn giản là tôi chỉ lấy cái đường link và lấy tên của các cái video đấy thôi. Tức là lấy cái URL và cái tên để thành lập một cái cơ sở dữ liệu, chẳng hạn về sau này tôi có thể đưa thêm từ khóa hoặc là tôi đưa thêm những cái thứ nọ thứ kia vào để làm một cái trang web cho nó dễ quản lý chẳng hạn gì đó, ví dụ là như vậy. Thì bài toán đặt ra là thực ra cái bài toán này tôi cũng chỉ muốn đặt ra một cái vấn đề rất thực tế và để cho các học viên suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Thì cái bài toán đặt ra là có một cái kênh ở trên YouTube, có thể là kênh của các bạn đấy, mà đây thì các bạn ấy phải thực tập trên cái kênh của tôi. Thì chúng ta lấy các cái thông tin về các cái video như thế nào một cách tự động và đưa vào MySQL. Thì chúng ta nói là để xây dựng cơ sở dữ liệu phải không? Rồi ví dụ phục vụ để làm trang web, rồi để phục vụ sinh viên thực tập chẳng hạn. Thì đây ví dụ như là kênh YouTube của tôi, ví dụ đây gọi là trình quản lý video, gồm những các cái video tải lên, hiện tại nó có 517 cái video. Ví dụ cái video cuối cùng mới nhất là ngày 31 tháng 10 đây, là về nói về làm thiết kế web với Photoshop chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì ở đây nó có tên, rồi có đường link, rồi có ngày tháng đưa lên, rồi số lượng view, rồi số lượng thích hay là có người thích hay vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái đấy thì chúng ta đều có thể lấy được một cách tự động. Và để giải quyết cái bài toán về đường link này thì chúng ta hãy xem tiếp nhé. Thì có rất nhiều cách để giải quyết cái bài toán này, có những cách, nhưng mà cách nào thì cũng phải lưu nó lại cái trang HTML này, cái trang HTML vừa rồi đây này, tức là cái trang này này. Thì chúng ta ấn Ctrl S và save vào desktop chẳng hạn, thì chúng ta được một cái file .html đây, và một cái thư mục của nó gồm những cái image rồi các thứ vân vân. Tôi cũng chưa nhìn kỹ cái này, nhưng mà chủ yếu chúng ta sẽ quan tâm đến cái file HTML này, đúng không nhỉ? Và đây là cái file HTML, tôi mở nó ra đây thì nó trông nó rậm rì rắc rối phải không? Nó gồm 6.550 dòng này, đấy, ví dụ như thế. Và trông nó rất là rậm rì rắc rối, trông rất là dễ sợ, đúng không? Mà nếu mà moi móc thông tin ở đây nhìn vào đã thấy khiếp rồi. Và chúng ta giải quyết cái chuyện lấy thông tin này như thế nào thì chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Thì tôi để ý thấy ở trong các cái video này nó có những cái class gọi là, thì đây này, chúng ta quan tâm VM Video Title Content đây này. Đấy, nó có những cái class này, nó có những cái span này, rồi những cái deep gì đó. Thì chúng ta chỉ quan tâm những tất cả những cái class này. Thì đây chính là cái đường link này. Thì cái trang ở trong cái trang quản lý video ấy, thì nó cứ một cái trang đấy thì nó là 100 video. Thí dụ tôi có 500 bao nhiêu cái video thì tôi có khoảng 6 trang và tôi phải làm 6 lần như thế thì mới lấy được hết tất cả và được vào cơ sở dữ liệu phải không? Và đây là đường link này, và đây là tên của video, và cái yêu cầu căn bản, tất nhiên nó ngoài những thứ này nó còn những cái thông tin khác, thí dụ như là bao nhiêu lượt view, rồi bao nhiêu lượt thích, rồi vân vân, cái gì đó, thì hoặc là ngày upload lên, thì tất cả thì chúng ta đều có thể lấy được. Nhưng mà cái yêu cầu đầu tiên trong cái
cái bài này tôi chỉ yêu cầu các học viên là lấy được cái đường link và lấy được cái tên của video thôi. Và đây tôi zoom cận lại, cận cảnh lại thì chúng ta thấy là cái thông tin vừa rồi tôi cũng nói rồi. Đây nó nhìn dễ nhìn hơn. Đây nó là cái class là đây. Và chúng ta quan tâm đến class này. Và cái bài toán đặt ra là lấy các thứ mình quan tâm đưa vào cơ sở dữ liệu bằng cách nào. Và tên video, rồi URL, rồi upload date, rồi view, rồi số lượt thích, vân vân. Những cái phương pháp là gì? Có để giải quyết cái bài toán đặt ra thì có rất nhiều cách, trong đó có cách ngắn gọn nhất là dùng jQuery và duyệt DOM. Đặt ra một mô hình, phương pháp là chúng ta đặt ra một cái HTML, chúng ta tạo ra một cái HTML nhỏ gọn làm ví dụ, ở trong đó cũng có nhiều đường link nhưng mà nó có các class khác nhau, đúng không? Rồi viết code và lấy ra, mình sẽ lấy HTML, lấy các cái đường link ở cái class nào đó mình thích hoặc là mình quan tâm thì mình lấy ra một ở trong một class nào đó. Và nếu thành công thì cái code này thành công thì chúng ta nhúng nó vào cái HTML thực tế và lấy nó ra. Thì đây là hai cái video này. Hai cái video mà chúng ta mà nói trực tiếp đến cái bài này, thì các bạn nếu bạn nào quan tâm thì xem video ở đây, là các bạn lên Google và tra thông tin đây và các bạn nghiên cứu hai cái video này. Đây chính là nội dung của cái buổi học số 2 của cái khóa khóa gọi là khóa PHP nâng cao với PHP và PHP và Coding Writer đấy. Nói một lúc tôi cứ lẫn lộn, tóm lại nói nhiều quá nó cứ lẫn lộn nhỉ. Đây là hai cái thông tin, đây là hai cái video này, và hai cái video này chính là nội dung của cái buổi học này, buổi học số 2 của cái khóa đó. Ok, và nếu mà các bạn cứ nghiên cứu như thế này là các bạn cũng đã theo được cái khóa đó rồi. Và đây là thực ra trong cả hai cái video này thì đây là cái linh hồn của nó, tức là nó là cái kiến thức mới nó nằm ở trong này. Nó liên quan đến jQuery một ít, rồi liên quan đến các cái hàm của jQuery và liên quan đến cái việc chúng ta chuyển biến từ JavaScript sang PHP. Nhi. Và như chúng ta đều biết là cái cú pháp này, document ready function này là của jQuery phải không? Và đây là cái lệnh này, là tôi thử xem là jQuery nó đã chạy chưa. Nếu mà các bạn muốn dùng jQuery thì các bạn phải biết cách là cài. Tất nhiên là các bạn phải khai báo JavaScript rồi, ở bên ngoài rồi. Và như này là trong HTML5 mà các bạn khai báo như này là đúng là đã có JavaScript rồi, đúng không? Và nếu mà các bạn cài jQuery thì các bạn phải khai báo jQuery vào nữa, đúng không? Thì tất nhiên là những cái code nữa, các bạn xem ở trong hai cái video kia đều có code đầy đủ. Và đây tôi giải thích tất cả, chỉ cần giải thích cái đoạn này là các bạn có thể hoàn thành được cái bài tập, và các bạn hiểu cái code này nó hơi khó hiểu một chút. Và tôi nói luôn, ví dụ đây là đây cái lệnh này thì chúng ta để thử xem là mọi thứ có ổn không. Nếu mà nó chạy, nó xuất ra màn hình được số 1 thì là coi như là mình đã cài đặt thành công jQuery và JavaScript. Thì đây này, đây là $p click function là gì, tức là nếu mà ấn vào bất kỳ cái tắc pi nào, tức là cái đoạn văn bản nào ở trong các cái paragraph ấy, thì nó sẽ xảy ra, nó sẽ làm những cái việc như sau. Đầu tiên là tôi định nghĩa một cái biến mảng đặt tên là A. Đây khai báo như này ở trong như này thì có nghĩa ở trong JavaScript mà mình khai báo như này có nghĩa là mình khai báo cái biến này là một cái mảng, đúng không nhỉ? Và cái dòng này là gì? Là dòng này là cái mảng này nó sẽ, tôi dùng cái selector này theo class, tức là chọn tất cả những cái gì mà có class là huy 1 thì sẽ ném vào cái mảng này. Cái mảng này sẽ là một cái mảng của các cái phần tử, tức là của các cái object đấy. Object là gì? Đối tượng, đúng không? Tại vì chúng ta biết là DOM đây là document object model, thì thực ra cái HTML này nó là một cái, thì nó có cái, nó là một tập hợp của các cái object nhá.
Và chúng ta select như này thì chúng ta có cái mảng của các cái object, và như chúng ta đã biết là object thì nó có method và nó có các cái property. Đây là prop này thì tí nữa chúng ta sẽ nói về prop ở dưới này. Và cái mảng này là của các cái object, và chúng ta dùng cái cú pháp này của jQuery là r.each function, nghĩa là đối với từng phần tử chúng ta duyệt cái mảng các phần tử này, và đối với mỗi phần tử thì chúng ta làm cái function này nhé. Trong cái function này thì chúng ta đặt ra một cái biến e bằng đô la this, e có nghĩa là viết tắt của chữ element ấy, thì bằng đô la this, và cuối cùng chúng ta lấy được cái đường link ra bằng cái cú pháp e.prop, và đây là href, còn lấy được cái tên của video bằng e.prop và inner.html. Sau khi đấy là đối với từng phần tử, đối với từng đường link một thì chúng ta lấy được cái đường link và lấy được cái tên của video, và sau đó thì chúng ta dùng cái đô la get này để chúng ta chuyển sang, đây là chúng ta mới có biến nhưng mà ở trong JavaScript, và chúng ta phải chuyển sang cho PHP thì nó mới ghi vào cơ sở dữ liệu được, được chưa nhỉ? Và chúng ta chuyển sang cho cái file test.php này bằng cái cú pháp như thế này, name, tức là chúng ta chuyển vào đấy, và cái test.php nó sẽ lấy được những cái thông tin chúng ta chuyển vào dưới dưới hai biến, một cái biến tên là name và một biến tên là href, được chưa? Và giá trị của các cái name thì là bằng đây, và giá trị của href thì là bằng cái này. Còn function data cái này người ta gọi là callback function, thì thực ra trong cái bài này chúng ta hoàn toàn không cần dùng được nó. Còn trong trường hợp mà tổng quát thì chúng ta sẽ cái data này là tất cả những cái gì mà cái test PHP nó in ra. Thí dụ ở trong này test này nó echo ra những cái đường link hoặc như thế này thì chúng ta sẽ lấy được cái data là chính là đường link và cái href. Nhưng mà bởi vì chúng ta không quan tâm đến cái chuyện nó in ra hay không, mà chúng ta chỉ quan tâm cái test này nó sẽ chỉ ném việc vào cơ sở dữ liệu thôi. Thành ra chúng ta không hề tức là chúng ta không hề echo hoặc là in ra cái gì. Thực ra cái data này nó là rỗng, trong cái bài này nó là rỗng. Và chúng ta có thể khóa cái này lại, mà khi cái này khóa lại thì có nghĩa là cái function data này nó là do nothing thì nó cũng chẳng làm cái gì cả, cũng không sao. Và các bạn có thể thử xem, tôi cũng chưa thử, là nếu mà các bạn bỏ cái function data callback này đi, đây là thì nó cũng chắc là nó vẫn cứ hoạt động bình thường thôi, đúng không? Tôi nghĩ là như vậy. Còn nếu không thì chúng ta bỏ nó và chúng ta khóa cái lệnh này, để nguyên và khóa cái lệnh này thì nó cũng do nothing ở đây thì cũng không sao cả. Oh, tóm lại là tôi nói ra lải nhải lằng nhằng một lúc như vậy rồi nhỉ. Và tôi nghĩ rằng là cái điều này, bởi vì tôi nói ở trên lớp tôi cũng đã nói như thế này, nhưng mà tôi không yên tâm lắm bởi vì nó không có cái gì nó record lại. Có thể tôi nói xong là lời nói nó bay mất đi, thành ra tôi chưa yên tâm lắm, và tôi ghi lại cái video này, và cái video này cùng với hai cái video mà tôi vừa trỏ cho các bạn đấy. Nó nhỉ, tôi thử quay lại xem có đúng không nhỉ. Đây này. Các bạn xem hai cái video này nhé, lên trên Google và lấy cái này, xem hai cái này và sẽ làm bài bài tập thôi, được chưa? Và tôi tiếp theo xem là tôi có cái gì ở trong này nhé. Bài tập về nhà này, tôi nói lại này, làm lại bài theo hai cái video đó này, hoàn thành hoàn chỉnh nó này. Và những cái người mà học viên mà giỏi hơn ấy, thì viết code mà không cần nhúng vào HTML, có nghĩa là các bạn lấy gì, sau khi chúng ta cái đoạn code đấy bình thường thì chúng ta nhúng ném nó vào cái HTML, tức là cái HTML của YouTube ấy, một cái HTML rất là rậm rì rắc rối đấy. Các bạn ném code vào đấy và các bạn lấy được những cái đường link cần thiết ra, nhưng đấy là dạy học, đấy là dành cho học sinh bình thường. Còn nếu mà những cái người mà muốn làm nâng cao hơn một chút thì các bạn lại không cần phải làm như thế, mà các bạn viết code ở một file riêng, và các bạn thay vì các bạn nhúng code vào HTML thì các bạn lót cái HTML đấy vào cái file mà chứa code của mình á. Sau đó chúng ta lại làm bình thường. Và cái cách để làm điều đấy thì tôi gợi ý là chúng ta dùng jQuery Lot. Và ở trên kênh YouTube, nếu bạn nào của tôi đấy, tôi cũng nói về cái jQuery Lot này rồi. Bạn nào hãy tìm các cái từ khóa này, hoặc là tí nữa có lẽ mà lúc nào cũng đi đi tìm để hướng dẫn các video này thì cũng quá mệt thôi. Các bạn làm thế nào mà tìm thấy ở trong cái loạt bài về jQuery của tôi cũng có nói về jQuery Lot, hoặc là các bạn lên cái trang jQuery và các bạn tra cái lot này. Ok.
Và các bạn sẽ phải hoàn chỉnh cái cơ sở dữ liệu về cái kênh YouTube Q61 này để chúng ta hoàn chỉnh cái ba cái kỹ thuật này, tức là chúng ta học về kỹ thuật này, đồng thời chúng ta cũng hoàn chỉnh cái cơ sở dữ liệu để thực tập trong cái giai đoạn sau. Ok. Và ngoài ra thì chúng ta như cái lần trước chúng tôi đã nói là các bạn phải cái loạt video về OOP này cũng ở trên kênh của tôi. Thì các bạn phải xem trước đi để chúng ta chuẩn bị bước sang làm việc với CodeIgniter và chúng ta học về hướng đối tượng nhé. Còn một vấn đề nữa là gì nhỉ? Và để làm giao diện với Photoshop, bởi vì chúng ta cái này thì nó khá dễ dàng. Thì bởi vì chúng ta làm với CodeIgniter thì chúng ta cũng phải biết một chút về giao diện. Nếu không thì chúng ta sẽ làm ra những cái trang web nó không được đẹp. Thì thực ra trong cái khóa học này tôi không có ý định dạy cho các bạn về làm các cái giao diện hoặc là làm với CSS hay là làm trang trí gì các cái design cả. Mà tôi chỉ nhiệm vụ của tôi chỉ làm với cơ sở dữ liệu và backend, nghĩa là làm với CodeIgniter và MySQL là thôi. Nhưng mà để cho chúng ta có được cái trang web nó đẹp đẽ một chút thì tôi nghĩ là các bạn nên nghiên cứu về Photoshop, và trên kênh của tôi cũng có những một một vài cái bài như thế này, và tí nữa tôi sẽ hướng dẫn. Đây này, ví dụ đây là một cái bài Photoshop web design trên kênh của quý số 1 này, có ba thì hiện tại nó có ba cái bài gần đây, rất gần đây, và các bạn cũng dễ dàng có thể tìm được, hoặc là các bạn có thể tra. Đây là còn đây là tôi hướng dẫn về cái việc mà chúng ta xem các cái playlist và tìm ra cái playlist về OOP PHP. Đây này, chúng ta ấn vào cái nút đây này, chúng ta ấn vào cái khi ở trên cái trang kênh thì chúng ta ấn vào cái nút xem tất cả này, thì về cái trang này nó tôi có nhiều playlist nó không liệt kê hết vào đây, thì các bạn phải ấn vào chỗ này thì chúng ta sang được cái trang này, và cái video hướng đối tượng cái loạt 16 video thì các bạn phải xem ở đây. Và đây là tôi nói về cái gì đây? Sorry. À đây, đây là các bạn tìm tìm những cái bài mà tôi nói về Photoshop, thì các bạn cứ tìm được một bài và ở quanh quẩn ở cái bên cạnh nó sẽ có vài bài, tổng cộng hình như tôi cũng chỉ có mới 3 cái video về cái vấn đề này, tức là design trang web với Photoshop đấy. Và nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ về những cái này thì tôi nghĩ ở trên kênh của easyweb.com họ làm rất giỏi về những cái thứ giao diện này, các bạn có thể tham khảo. Và gần đây easyweb.com cũng ra một cái đĩa gì đó mà tôi cũng mới mua mà tôi cũng chưa kịp xem, thì tôi thấy là cũng là một cái đĩa rất là chất lượng. Và đây thực tế là trên trong 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 kênh của tôi thì nó có ba cái video về Photoshop và design web với Photoshop đây, thì ba cái video này tôi cũng dịch từ tiếng Anh ra thôi, nhưng tôi thấy nó rất hay ở trên YouTube và tôi cũng dịch nó ra, và các bạn có thể tham khảo để mà làm giao diện được chưa nhỉ? Ok, còn cái gì nữa không? Lại còn bài tập về nhà nữa đấy, cài Photoshop này, tự học qua cách sử dụng, làm các theo các video ba video trên rồi tạo ra trang web tĩnh có menu đơn giản để sẵn sàng sử dụng trong các trong cái khóa CI sắp tới này, và cuối cùng là the end và thanks for watching and see you next time.